Mở ba. Bảy. Để tôi làm cho. Mở ba sắm ngủ miếng nữa đi. Này con làm được rồi. Mở ba ngủ thêm đi. Không sao. Tôi hồi đó ở nhà với ba tôi cũng dậy sớm quen rồi. Để tôi phụ cho. Dạ. Ủa, em làm giúp gì cho nhà này lâu chưa? Dạ, lâu lắm rồi đó mợ. Con á là cháu của bà hai, vợ của cậu ba, bên ngoại của bà á. Bà đối xử với con tốt lắm. Chắc là con sẽ làm tới khi nào con lấy chồng thì con nghỉ. Bảy. Dạ. Má. Má ăn sáng luôn nha, để con chế nước vô. Ừ, chế luôn đi. Dạ. Dạ, con mời má. Ừ. Má. Ủa, hey. Anh. Chà, sao bữa nay dậy sớm vậy? Trời ơi má, dậy sớm thứ nhất là tốt cho sức khỏe, với lại con còn phải đi làm nữa. Chà, lấy vợ rồi cái thấy khác ha. Em, xong chưa? Có cần anh phụ gì không? Dạ, xong hết rồi. Anh ăn để em chế nước này luôn nha. Ủa, sao hồi đó giờ không thấy xiên dữ vậy? Dạ, mở ba ngồi ăn sáng luôn đi mở ba. Ngồi đi em. Đang chanh rồi nha. Thôi anh, em làm được mà. Biết ớt, ớt nữa nè. Ăn đi, đó. Có rau nữa nó mới ngon. Ăn đi. Sao má? À, quên, lấy ớt cho má, má thích ăn cay. Dạ, dạ, con mời má. Ăn đi. Dạ. Hey, cẩn thận cô chân nóng nha. Dạ thưa má. Ủa, hai đứa về sớm vậy? Anh hai ngồi ăn sáng luôn hả? Anh hai, em tính ăn xong á, chở vợ qua thăm ba vợ một xíu. Ủa, có gì mà phải thăm? Mới rước dâu ngày hôm qua. Nó đang mang thai, ở nhà nghỉ ngơi đi. Dạ, hôm qua con thấy ba vợ con hơi mệt. Dạ, cậu hai ăn sáng. Má cho vợ con về thăm ba vợ con xíu đi. Ba, theo tục lệ, thằng Thành nó cũng phải đưa qua về thăm nhà mà má. Vậy thì thằng Thành chở nó qua đó, thăm hỏi chút xíu rồi về đây. Sau đó vô nhà máy làm. Con không tới nhà máy làm nữa đâu má ơi. Nói vậy là làm sao? Sao nãy nói dậy sớm đi làm? Thì đúng rồi, con đi làm. Nhưng mà làm chuyện của con. Thực ra con muốn tập trung vô cái trạm dừng chân. Thằng Hùng nó chịu góp vốn chung với con rồi đó. Tụi con đã có kế hoạch rõ ràng, đảm bảo với má sẽ không thua lỗ. Má đã nói nhiều lần với con rồi, con phải nối nghiệp gia đình, phải làm ở nhà máy. Tưởng đâu con có vợ rồi con phải biết suy nghĩ chứ. Dẫn chứng nào tật nấy là làm sao? Con cũng đã nói với má nhiều lần rồi, con đâu thích làm ở nhà máy đâu. Con có muốn tạo dựng sự nghiệp riêng của mình vậy. Nếu má không muốn chuyển giao nhà máy lại cho anh hai á, có gì trì trệ hả? Con không có chịu trách nhiệm đâu. Ừ, được rồi. Con muốn làm thì má cho con làm. Nhưng mà đừng hòng má rót vốn. Dạ má, má bớt giận đi má. Má. Anh. Kệ má, em ăn đi. Má nói vậy chứ má không làm vậy đâu, em ăn đi. Má sẽ không cho tiền em đâu. Không cho thì em đi mượn tiền. Anh hai, anh hai đi hỏi giùm em coi chỗ nào cho mượn tiền uy tín đàng hoàng không, giới thiệu cho em đi. Anh sợ má la lắm. Tới anh mà cũng chịu giúp em nữa. Vậy thôi, em tự tìm cũng được. Thôi được rồi, để anh hỏi giùm em. Biết ngay, thế nào anh hai cũng giúp em mà. Em cảm ơn anh hai trước nha. Ăn đi, đừng có lo nữa. Em vô gặp ba đi. Trưa tới trước. Rồi chừng nào muốn về á thì về. Ừ. Em sao vậy?
Sợ má la hả? Thôi, có gì để anh nói cho. Chứ qua thăm ba mà về liền vậy á, kỳ lắm. Không phải chuyện đó. Chứ làm gì mà mặt bí xị vậy? Có gì nói anh nghe coi, đừng có giấu. Em thấy chuyện anh mượn tiền để mở trạm dừng chân á, mạo hiểm quá. Số tiền quá lớn. Em... Muốn làm ăn lớn á, thì mình phải mạo hiểm chứ em. Anh đã có tính toán hết rồi. Nếu có xui rủi gì á, thì cũng còn có má. Má đâu bao giờ bỏ anh được đâu. Nhưng anh cũng đâu thể ý lại vô má hoài như vậy được. Thì anh nói xui rủi thôi mà. Bọn em coi anh là đứa tối ngày chỉ dựa hơi má. Ý em không phải như vậy. Thôi, tóm lại em cứ yên tâm đi. Nhất định là anh sẽ thành công. Em phải tin tưởng anh chứ, hiểu không? Ừ. Nè, vô đi. Em tranh thủ phụ ba dọn dẹp nhà cửa. Hôm qua ba xỉn chắc chưa dọn gì đâu. Khoảng 10 giờ anh qua đón em nha. Má đã dặn vậy rồi. Đi lâu á, có khi má giận, má không cho em qua thăm ba nữa. Ờ, cũng dám má giận, má không cho qua luôn. Hay quá ha, chưa gì mà đã hiểu ý má quá trời rồi. Thôi đi đó. Má, má thấy đỡ hơn chưa? Đỡ rồi. Hay là ngày mai để con kêu hai đưa má tới bệnh viện khám nha. Thôi đi chi, lần nào cũng vậy hết trơn á. Nấu cơm chưa? Con nấu cơm rồi, đợi chị hai về con dọn cơm. Ờ Vân à, má bệnh rề rề nhiều năm rồi, má sợ không biết đi lúc nào. Bây giờ má sống được ngày nào với tụi con hay ngày đó thôi. Má dặn nè, mai mốt mà má chết đi rồi á, con với chị hai phải sống hòa thuận thương yêu nhau nghe không? Má nói gì kỳ vậy? Má phải sống thiệt là lâu chứ. Má sống lâu cho tới khi nào mà con của tụi con lớn luôn á. Hay là má thấy trong người có gì hả? Mình đi bệnh viện nha má. Trời ơi, có cái gì đâu à. Tại vì má thấy con với chị con dạo này cứ giận hờn gây lộn hoài thì má nói vậy á. Vậy thôi, tụi con không vậy nữa. Má đừng có lo nha. Chị hai con á, nó khó tánh, nhưng mà đều nó thương con dữ lắm. Má nghĩ cái vụ tình cảm của con với thằng Tốt nó phản đối chứ nó không chịu đâu. Chứ hoàn cảnh hai bên cách biệt quá mà, đến với nhau khó lắm. Ủa, má nói gì vậy? Còn giả bộ nữa. Cây kẹp của ai tặng con vậy? Hồi tối có chị hai con ở đó má không có tiện hỏi, má nghi ngờ thôi. Ai tặng? Bạn con tặng. Bạn nào? Phải thằng Tốt không? Sao má biết? Má nhìn biểu hiện của con là má biết rồi. Nè, con bồ của thằng Tốt á là mới đi lấy chồng nghe. Má sợ là nó thất tình, rồi nó mau mau nó tới với con đặng nó quên nhỏ kia thôi. Má nói đi đâu vậy? Cái cây kẹp đó là anh Tốt ảnh thấy con thích, nhưng mà lúc đó không có tiền mua, cho nên ảnh mới tặng cho con thôi. Thì cứ coi như là thằng Tốt nó không có ý tứ gì với con đi. Rồi con là sao? Con thì sao? Thì con cũng coi anh Tốt là bạn thôi. Đừng có giấu tôi cô hai ơi. Con thích thằng Tốt phải không? Anh Tốt có mắt, ảnh nghĩa hiệp, giống như là mấy diễn viên trong phim vậy đó má. Mà ảnh tốt thiệt á, nên con thích ảnh cũng đâu có gì xấu đâu. Trời đất ơi, má đâu có nói nó xấu đâu. Nhưng mà hoàn cảnh của nó, trời ơi khó lắm. Ảnh đi ghe thương hồ, buôn bán kiếm tiền đàng hoàng lương thiện mà má. Không lẽ má cũng như hai, phân biệt giàu nghèo. Mà má, có phải hồi xưa má chê chú Tư Trê nên bỏ chú ấy mà đi theo ba không má? Chuyện ngày xưa là vậy. Má đi chợ, cái chèo đò ngang qua, rồi nghe ổng hát. Mà ổng hát hay ghê lắm, ca cải lương. Mà ổng hát ngọt thiệt ngọt luôn vậy. Má mê quá trời mê. Bà ngoại biết, bà ngoại cản. Rồi sao nữa? Rồi cái má tính là
trốn nhà theo ổng luôn. Trời, bà ngoại biết, hên là bà ngoại giữ lại được á. Trời ơi, hồi đó má giận bà ngoại ghê lắm. Rồi sau này á, bây giờ nè, má làm mẹ rồi, má mới hiểu tấm lòng của bà ngoại, nên má mới cản con nè. Làm vợ thương hồ cực khổ thiệt thòi dữ lắm con. Con không sợ má, con chỉ cần được sống với người con yêu thì cực khổ cỡ nào con cũng chịu được hết. Nè, đang học ngang, sắp thi ngang, tập trung lo học hành đi à. Con siêng học lắm á, lâu ơi là lâu con mới gặp anh tốt thôi mà. Dạ cô với cậu mới về. Ừ. Bà với chị hai đâu rồi con? Dạ bà mệt đó, bà nghỉ trong phòng. Còn cô hai á, ngủ chưa dậy. À con có nấu cơm rồi, sắp xong rồi cậu. Thôi để tôi xuống thư phụ nha. Dạ thôi khỏi, mở vô phòng nghỉ đi, để mình con làm được rồi. Trời ơi, cho tôi đi nằm nghỉ hoài, tôi không có quen, tôi còn mệt hơn á. Anh vô phòng thăm má đi. Thôi, khi anh vô thăm má, mắt cậu má mệt hơn nữa. Má thấy anh mắt cậu mới nhớ lại chuyện hồi sáng bực mình nữa. Ừ. Anh vô phòng nằm, em có phụ ông Bảy nha. Dạ, đi mà. Đi. Với lại, chỉ có mình con thích ảnh thôi à, không biết ảnh có thích con không. Ờ, thì tôi nói. Ờ, chị hai về kìa. Hả? Mấy đừng có nói hai nha. Không nói hả? Ờ. Chị hai. Ừ, thưa má. Hôm nay không qua nhà nghe học bài hả? Hồi nãy em thấy má chóng mặt cho nên em ở nhà với má. Má, má thấy trong người sao hả má? Má uống thuốc, nằm nghỉ nãy giờ á, bây giờ đỡ rồi. Hôm nay con thấy má cứ chóng mặt hoài, rồi ho, rồi tụt huyết áp nữa. Thôi để ngày mai con chở má xuống bệnh viện khám nha. Thôi. Đúng rồi. Khám hoài à, lần nào khám cũng như lần nấy, vô rồi khám rồi đo huyết áp rồi dặn dò nghỉ ngơi rồi uống thuốc, có nhiều đó làm hoài. Với lại mấy bữa nay á, trời sáng thì lạnh, trưa thì nóng, tối ui ui, ai mà không chóng mặt nhức đầu. Thôi thôi, khám xét vậy gì trơn á. Má cứ uống thuốc thêm vài ngày nữa đi, nếu mà không khỏi tuần sau con sẽ đưa má lên Sài Gòn khám. Trời ơi, khám ở đây là đã bộn tiền rồi, tiền ở đâu mà lên Sài Gòn. Mà khám ở đâu cũng vậy thôi, thôi bỏ đi. Bây giờ hai đứa con mà vui vẻ hòa thuận với nhau, cái đó là liều thuốc tốt nhất cho má rồi, hiểu chưa? Dạ. Ờ. Thôi bây giờ nhỏ này đi vô thay đồ đi. Rồi thôi, đi đi xuống dọn cơm rồi chút mấy má con dạ, ăn khoan. Đi. Má với Dân ăn cơm trước đi, con thay đồ rồi con đi công chuyện. Giờ đi. Này đi đâu nữa? Con hẹn đi uống nước với anh Hùng. Hai, vậy là hai hẹn hò hả? Anh Hùng nào vậy? Em có biết không? Thì nhà anh là đại lý phân bón ngoài chợ, chút nữa anh tới thì em biết chứ gì. Được vui dòng hẹn hò với hai, chắc là người đặc biệt lắm đúng không? Thôi, chị vô tắm, anh Hùng tới nói đợi chị chút xíu nha. Dạ. Má, vậy là hai hết buồn rồi đó. Nó chịu đi hẹn hò, tức là nó đã muốn quên chuyện thằng Thành rồi. Má cũng mừng. Chắc anh tốt, rồi anh cũng sẽ giống chị hai, anh sẽ quên chị Hoa thôi. Gì à? Gì khi không ngồi cười chúm chím mình ên vậy? Con vui cho chị hai á. Con vô dọn cơm nha má. Ờ. Hai cái đứa này. Còn món canh đang sôi nữa là xong á. Ủa, anh hai chưa có về ăn cơm không? Dạ, có khi có khi không. Mình khỏi dọn chén cho cậu, khi nào cậu về thì mình dọn thêm. Ờ. Dạ má. Thằng Thành đâu? Dạ, anh vô phòng thay đồ rồi má.
Chị hai mới dậy. Thấy còn hỏi nữa. Dư thừa. Sáng giờ mợ ba phụ con nấu cơm, coi bộ có mợ ba con khỏe được xíu đó bà. Phải rồi, con Bích người ta có trình độ, đi làm nhà máy này nọ. Còn nó, chỉ lúi cúi dưới bếp là hợp thôi. Nó phụ mày không biết được bao nhiêu, chứ nhà này tốn thêm miệng cơm đó. Thiệt ra từ nhỏ tới lớn em buôn bán trên ghe. Em đang tính xin má với anh Thành cho em buôn bán cái gì đó. Buôn bán thì lời được bao nhiêu? À, hay là tính bày này bày nọ để moi tiền nhà này. Chị hai đừng nói như vậy mà. Em không có ý đó. Em ngồi xuống đi. Chị hai, giờ em chưa nấu ăn ngon lắm đó. Đợi tới khi hả em mở được trạm dừng chân, lúc đó vợ em ra sẽ phụ làm chuyện bếp núc, làm bếp trưởng luôn. Tụi em chắc chắn sẽ cùng nhau làm ăn. Chị hai khỏi phải lo. Má coi kìa, động tới vợ nó một câu là nó đớp lại liền à. Em là người chứ không phải cá tra đâu mà đớp đớp. Mày nói vậy bây hả? Bây giờ tụi bay thôi đi không? Tới bữa cơm là gây chuyện à. Ăn đi em. Ăn giùm cái đi. Đây, để anh múc cho mời em. Mời má ăn cơm. Má, má ăn gì con lấy nha. Thôi được rồi. Má, thịt ngon nè má. Con nhỏ kia nhả ra. Trời đất ơi, có bầu mà ăn canh bồ ngót hả? Bảy. Dạ. Biểu coi. Dạ. Sao mẹ nấu canh bồ ngót chi vậy? Có biết cô ba có bầu không? Dạ, con xin lỗi, con quên. Tại vì cô hai thích ăn nên con mới nấu. Ăn một miếng thì có chết đâu. Má làm quá. Sắp làm mẹ rồi, ăn uống phải biết ý tứ giữ gìn nghe chưa? Không phải thứ gì cũng ăn được. Dạ, con xin lỗi má, con biết rồi, từ nay con sẽ chú ý hơn. Cái canh này ăn sảy thai rồi chết luôn á. Tại giờ con mới mang thai lần đầu cho nên chưa có kinh nghiệm đâu má. Thôi má ăn đi. Rồi chừng nào tụi bay đi khám thai? Khoảng tháng nữa má. Tới chừng đó tôi đi chung. Dạ thôi má, để vợ chồng con đi được rồi má đi làm chi? Tôi lo cho cháu tôi không được hả? Ý con muốn nói là má đi đi má cực rồi má mệt đó mà. Không có mệt. Dạ. Má tôi có cháu, má tôi mừng, không có mệt đâu. Lo ăn uống vô. Dạ. Dạ em cảm ơn chị hai. Mời chị hai ăn. Ăn thịt đỡ đi, rồi chiều nay kêu nó nấu canh khác. Dạ. Con mới qua. Dạ. Em nấu cơm xong nãy giờ, nhưng mà ba nói đợi anh qua ăn cùng á. Nè, bữa nay hai đứa bay ở lại ăn cơm với ba xong rồi mới về bến nghe. Dạ. Hữu nước đi con. Ủa ba, mấy hôm nay ba câu được nhiều cá không? Cũng được nhiều á con, nhưng mà chỉ toàn là cá nhỏ không à. Lâu lâu mới được cá lớn. Dạ, cá nhỏ bán được ít tiền lắm phải không ba? Con thấy dạo này sức khỏe của ba không tốt lắm, hay là ba cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ con đã là chồng của ba rồi, ba cho phép tụi con báo hiếu cho ba nha. Dạ ba. Ba, ba đừng giận con nha ba. Ba, anh Thành không có ý gì đâu. Ba đừng có giận ảnh nghe ba. Ba đâu có giận đâu. Hai đứa bay đừng căng thẳng như vậy. Ba làm con hết hồn. Con cứ tưởng giống như hồi đó. Ba biết tấm lòng của con, nhưng bây giờ ba còn kiếm tiền được. Với lại ba đâu chỉ xài gì nhiều đâu. Chừng nào mà ba hết xí quách rồi, không còn làm gì được nữa, thì lúc đó ba mới nhận trợ cấp của hai đứa bay. Dạ. Thôi cất tiền vô đi. Cất đi, nếu không là ba giận thiệt à. Thôi con cất liền, chứ con sợ ba giận lắm.
Nè, ba chỉ cần con lo Chí Thú làm ăn, mà lo cho vợ con của con là ba vui rồi. Dạ, sắp tới con mở trạm dừng chân đó ba. Mấy hôm nay con lo tìm mặt bằng quá trời luôn. Chứ không phải là con qua phụ làm nhà máy với má con sao? Dạ không, con đang muốn ra làm ăn riêng, con không muốn phụ thuộc má con nữa. Ừ, vậy mới tốt đó con. Đàn ông con trai á là phải biết tự lập nghe con. Dạ. Ừ. Thôi cô vô dọn cơm ra ăn nha ba. Dọn ra đi con. Uống nước đi con. Con của ba có ngoan không? Ba tới thăm cô nè. Ngồi xuống đi em. Hồi sáng em đi khám thai sao rồi? Bác sĩ nói con mình bình thường à anh. Tháng sau mới biết chính xác được là con trai hay con gái. Trai hay gái gì anh cũng thương hết á. Đáng lẽ ra anh phải chở em đi khám thai. Vậy thì mai mốt á anh phải bù cho mẹ con em đó. Anh biết rồi. Em nói thiệt đó. Anh suốt ngày cứ nói cho qua. Ồ, cơm ngon quá vậy. Sao tự nhiên lại giận anh vậy? Anh nói thiệt mà. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Không phải là em không tin anh. Nhưng mà còn vài tháng nữa là con mình ra đời. Tới đó em còn phải làm giấy khai sinh cho con. Rồi sao? Không lẽ tên cha nó bỏ trống? Người ta chê nó là con quan rồi sao? Anh đang cố gắng để thực hiện kế hoạch của mình mà. Em đợi anh làm một vụ lớn đi. Anh và em sẽ không ở đây nữa. Mình tới xứ khác, làm lại từ đầu. Nhưng mà như vậy có được không anh? Chuyện ở nhà máy, anh sẽ đổ hết cho cô Bích. Thằng Thành, nó cũng đang từng bước rơi vào kế hoạch của anh. Không ai làm được gì anh đâu.